Nhà chức trách ở New York hôm 15 tháng 8 cho biết họ đã cáo buộc một người đàn ông ở Brooklyn về tội sát nhân cấp độ số 2 liên quan đến vụ giết một lãnh tụ Hồi giáo và người bạn của ông khi họ rời khỏi một nhà thờ Hồi giáo. Cảnh sát nói rằng Oscar Morey, 35 tuổi, đã bị tạm giam hôm 14 tháng 8 trong một vụ không liên quan, trong đó anh ta đã đâm xe vào một người rồi rời khỏi hiện trường tai nạn. Ngoài cáo buộc về tội sát nhân, anh ta cũng đối mặt với cáo buộc về tội sở hữu vũ khí. Vị giáo sĩ 55 tuổi Malama Akonji và người phụ tá Tharauddin, 64 tuổi, đã bị bắn ở cự ly gần trên phố khi họ rời khỏi buổi cầu nguyện chiều hôm 13 tháng 8. Các nhà chức trách chưa cho biết gì về động cơ của vụ nổ súng.